Hello anh em chưa mát nha, hello anh em nha. Đó, quá trời xe luôn anh em ơi. Đó, Haco Tower nè, 2017 nè, để cho anh em mình xe này là với số tiền là 145. Haco 25, hai xe này đều là máy Suzuki có máy lạnh nha anh chị nha. Em này thì là 135, em này thì 70 triệu 21 không máy lạnh. Em này là Corona đang xả lỗ cho anh em mình luôn, 90 triệu nè. Đó, 204 nha anh chị nha. Manut nè, Manut tự động nè, 105 triệu nè. Xe này cũng có mấy anh em hỏi nè, mỗi sao đây không biết. Nubia xe cỏ mà còn rất là đẹp anh chị nha, chạy êm lắm nha, 65 triệu. Carnival 209 đang giảm giá cho anh em mình nha, số tự động nha. Giảm cho anh em mình còn 180 triệu thôi. Đó. Morning nữa nè anh chị. Morning đang giảm giá cho anh em mình luôn nè anh chị. Còn 135 triệu. Rồi 2013 nhập Hàn Quốc nha. Livina giảm còn 175 triệu, 2012 7 chỗ ngồi nha. 7 chỗ ngồi máy dầu nữa nè, Everest nữa nè, giảm cho anh em mình còn 170 triệu nữa nè anh chị. 170 triệu nữa nè. Jolly đang giảm nữa nè anh chị, giảm cho anh em mình còn lại 95 triệu luôn nha. Jolly heo lái ba bánh treo bản đủ nha. Rất là nhiều dòng xe và sản phẩm chờ anh em mình ha. Có thể anh em mình có thể qua đây nè, chạy thử lái thử cùng em ha. Giao luôn miễn phí anh chị nha. Đó. Tìm một mớ xe ngoài đây nữa nè anh chị. Innova E24 đang giảm giá nè anh chị. Innova E24 đang giảm giá cho anh em mình nhân ngày 1/7 đầu tháng, giảm cho anh em mình còn 370 triệu e xịn nha. Fortuner 2013, máy xăng serin luôn anh chị nha, scoop luôn để anh em 460 nha. Innova 108 bản gì ha, 2.7 nha. Lacity 22 máy mới chạy mấy chục ngàn, cọp lắm, 158 triệu. E xịn chạy cũng mới có 100 ngàn anh chị, 2.8 chắc ghế nỉ luôn, 220. Đó. Subaru 2.9 tự động 150, Avante 255 triệu đang giảm giá 21, siêu cọp gia đình luôn. i30 đang giảm cho anh em mình luôn, 330 triệu luôn, i30 siêu cọp luôn. Chạy 80 ngàn, nói chung mấy xe này chạy ít nè anh chị, mấy chiếc xe này là chạy ít nè. Bêm đúp xe nhà đi, bữa giờ chán rồi, giờ để cho anh em mình luôn, xe này nè, để cho anh em mình 700 triệu nha. Laser đang giảm giá cho anh em mình 115 triệu, đăng kiểm mới, chạy sướng luôn. Mazda đang giảm giá cho anh em mình luôn, 62 triệu, Mazda 6, chạy ngon anh chị nha. Đó. Mazda 6 giảm cho anh em mình luôn, xe này còn nhiêu đâu ha. À, để cho anh em mình sau đó 62 triệu. Ở đây có em xì bắt gia đình cầu ru 2011 đó nè anh chị ha. Bắt gia đình đang giảm giá cho anh em luôn, 1.2 bán đủ ABS túi khí, giảm cho anh em mình còn 160 triệu. Xe này đang giảm để cho anh em mình với số tiền chỉ còn là 215 triệu, cầu ru với số đẹp nha. Bên kia có Vios, có Wagon anh chị ha, nhiều lắm, anh em qua lựa nha. Rất là nhiều dòng xe chờ anh em mình ha, cập nhật sơ sơ cho anh em mình nắm giá nha. Báo giá chi tiết từng xe cho anh em mình ha. Ủa sao không dẫn anh đó xuống coi Morning vàng Hiếu? Đó. À, có chuyển đến không? Có chuyển lên kia thế nào? Đây có mà tiếp cỏ nè anh chị, 65 triệu, 2.7 nữa nè. Đây có crew nữa nè anh chị, crew tự động nữa nè anh chị, 2011 nữa nè, 206 ha. Crew tự động nha anh chị nha. Cựu số sàn xe cũng đã lắm nè anh chị, đồ chơi rất là nhiều nha, để cho anh chị mình 220 nữa nè. Ga này xích đang giảm cho anh em mình 400 luôn nè, còn 400 triệu. Ga này xích 209, hai cửa cốp đẹp lắm anh chị nha, 400 triệu ha. Captiva 209 máy mới nè anh chị nha, đang giảm cho anh em mình luôn còn 210 triệu thôi. Subaru 2016 nữa nè anh chị, máy 1.2, xe cũng còn khá nha. Xe này để cho anh chị mình 170 triệu nữa nè anh chị ha. Đó, rất là nhiều dòng xe chờ anh em mình, anh em qua lựa thoải mái nha. Ở đây có dây nữa nè anh chị, dây 2005 nữa nè anh chị, dây 2005 để anh em mình 130 triệu nha. Dây 2005 dòng này thì bao bền luôn. Camry đang giảm cho anh em mình luôn 335 triệu trong clip, 355 triệu trong clip này ha. 355 triệu nhập Mỹ nha. Innova 2016 đang giảm cho anh em mình luôn còn chỉ có nhiêu đâu, 350 triệu 2016 luôn. Đó. 350 triệu. Focus 140 triệu 2008 anh chị nha. Mondeo 2012 tự động để cho anh em mình xe này nhiêu đâu, 295 triệu ha. Đó, quá trời xe đẹp luôn anh chị ơi, anh chị qua lựa thoải mái vô tư nha. Đó. Ở đây có Innova 2018 đang giảm cho anh em mình luôn. Innova 2018 giảm cho anh em mình còn lại 465 triệu, 465 triệu Innova 2018 nha anh chị nha. Siêu đẹp ha. Bên kia có Crew nữa nè, đang giảm cho anh em mình còn 210 luôn. Crew màu đen 210 triệu luôn ha. Camry giảm cho anh em mình 250 luôn. 200 bữa bán 206 giảm cho anh em mình 250. 2.5 nha, máy mới nha. Tích hợp gương gập điện luôn, máy mới luôn. Đó, nhiều xe lắm anh em qua lựa thoải mái vô tư nha. Em Thịnh Bến Tre, anh em nào mua xe tiền mặt thì liên hệ chủ nhân viên bên em 0866 6789 71 nha. Địa chỉ cửa hàng em cứ gọi Google Thịnh Bến Tre, bên em có hỗ trợ cho anh em mình nè, là đổi xe nè, bán góp nè, cho nợ nè. Đó, nhiều lắm, anh em qua chạy thử lái thử nha. Cảm ơn em mình nhiều, chúc anh em buổi trưa vui vẻ nha.